Có một sự thật rằng sau khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp chọn Vũng Chùa, Đảo Yến thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình làm nơi an nghỉ cuối cùng, thì vùng biển này bỗng chốc cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm hiếu kỳ của hàng triệu người dân trong và ngoài nước. Hiện lên giữa cảnh sắc hoang sơ của núi rừng biển đảo, Đảo Yến toát lên dáng vẻ một thế núi uy nghi, nằm chấn giữa đất liền và biển cả, lại được thiên nhiên ưu ái, chấm phá bởi những vỉa đá đang xen tầng tầng lớp lớp, quận vỗ cùng từng đợt sóng bạc xóa. Dù vậy là lá rụng về cội đã trở thành một đạo lý bất biến. Thế nên rất nhiều người từng thắc mắc vì sao Đại tướng lại không chọn đất cố hương là Lộc Thủy, Lệ Thủy Quảng Bình, là nơi chôn rau cắt rốn, nơi tổ tiên cha mẹ của ngài đang an giấc ngàn thu, để mà làm nơi an nghỉ vĩnh hằng. Liệu là còn những bí ẩn nào xoay quanh phần mộ của Đại tướng mà chúng ta chưa từng được biết? Hãy cùng theo chân Taka tìm hiểu tất cả trong video ngày hôm nay. Bí ẩn mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu. Đầu tiên, hãy cùng Taka tham quan một vòng cảnh sắc tuyệt vời của vùng đất Vũng Chùa, Đảo Yến. Theo đó, khu vực Vũng Chùa, Đảo Yến chỉ nằm cách danh thắng Đèo Ngang khoảng 10 km về phía nam và cách quốc lộ 1 hơn 2 km về phía biển đông. Đảo Yến cách bờ khoảng 1 km, từ Vũng Chùa ra đảo chỉ mất hơn 20 phút đi thuyền. Nằm bên vịnh nước sâu Hòn La, dưới chân Đèo Ngang hùng vĩ là bãi biển sạch, cát trắng trải dài, được bao quanh bởi màu xanh thẫm bạt ngàn của cây cỏ. Thoạt nhìn cũng có thể thấy Vũng Chùa là vùng đất sở hữu vị trí đắc địa, hướng nhìn ra biển đông thoáng đãng nhưng mà lại kín gió. Theo miêu tả của các thầy phong thủy thì nơi đây có thế hùng vĩ, dáng tựa thân giao long, có mũi rồng đâm ra tận mép sóng, lại thêm biển trời hiền hòa, người dân địa phương thì thật thà, chất phát và can trường. Nếu mà từng có dịp ghé thăm, bạn chắc chắn sẽ ấn tượng ngay với cảnh sắc của Đảo Yến, tựa như viên ngọc xanh nổi lên giữa lòng biển khơi. Từ Đảo Yến trông ra xa có thể thấy được đảo Hòn La và đảo Gió. Ba đảo tạo thành ba đỉnh của một hình tam giác, tạo thế vững chãi giữa biển đông. Những lúc bình minh hay chiều tà, khung cảnh ở đây đều đẹp đến mê hồn, thật thật ảo ảo, y như trong cổ tích vậy. Trong khung cảnh nên thơ, khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm khiêm nhường yên vị dưới chân Đèo Ngang đầy nắng gió và sóng biển mênh mông, là địa chỉ linh thiêng trong lòng nhân dân Việt Nam và các tầng lớp yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là đối với thế hệ những người cầm súng qua hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cảnh sắc tuyệt vời là như vậy, tuy nhiên lăng mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp xét về mặt phong thủy thì ra sao? Có thể là nhiều người không quan tâm, sẽ cho là mê tín, nhưng mà sự thật thì thuật phong thủy có thể cho ra phương pháp tìm kiếm và chọn lựa nơi trú ngụ hoặc là mai táng cát tường phú quý, sinh ra phúc thọ bình yên cho gia đình người được mai táng. Và giống như mọi ngành khoa học kỹ thuật cổ truyền khác ở Á Đông, thuật phong thủy cũng dựa vào dịch lý, thuyết âm dương ngũ hành. Theo các quan niệm cổ truyền, long mạch là những dòng khí mạch chạy ở trong đất, giống như mạch máu trong cơ thể vậy, nhấp nhô uốn lượn theo thế núi hình sông như là rồng. Điểm khởi đầu của mạch là nơi sinh khí bắt đầu phát sinh, điểm kết thúc của mạch là nơi sinh khí ngừng tụ. Thế nên tại nơi tập kết khí mạch của núi mà xây huyệt mộ sẽ mang lại rất nhiều điều tốt lành. Sách táng thư có viết, mai táng phải chọn nơi có sinh khí, theo đó khí gặp gió ắt tán, gặp nước thì dừng. Cổ nhân phải làm sao cho khí tụ chứ không tán, nước chảy thì có chỗ dừng. Do vậy mà có tên là phong thủy. Nơi khí tụ thì là huyệt cát, nơi khí tán là huyệt hùng. Huyệt cát phải có thế đứng huyền vũ, nghĩa là lưng dựa vào miền đất cao, hay nhất là cuối dãy núi lớn. Trước mặt có khoảng trống, thấp, tốt nhất là có dòng nước chảy. Bên trái tả thành lòng, nghĩa là có dãy núi cao tỏa ra như hai cánh tay che bên trái huyệt đất. Có hữu bạch hổ, nghĩa là bên phải cũng có một dãy núi hoặc đất cao che bên trái huyệt. Có chủ tước, nghĩa là ngoài vùng nước có một miền đất cao như cái bình phong chắn gió thổi vào huyệt. Xét theo nguyên lý này, khu lăng mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp an nghỉ thực sự sở hữu phong thủy thuộc hàng không phải dạng vừa. Nơi đây nằm ở độ cao 110m, lưng núi Vũng Chùa, huyệt đất quay về hướng nam. Về phía bắc núi Vũng Chùa dựa vào dãy núi lớn cao trên 700m. Phía tây núi Xú kéo dài như một tay ngai, cao 136m. Phía đông như con hổ lớn ở vị trí bạch hổ. Dãy mũi rồng lại như một con rồng lớn chạy ra biển ở vị trí thành lòng. Từ trên huyệt mộ nhìn xuống sẽ thấu cả một vùng biển rộng,
có dòng hải lưu chảy từ hướng Tây sang phía Mũi Rồng. Qua khoảng biển rộng khoảng 400 mét là đảo Yến, gồm hai ngọn như chiếc bình phong chắn gió ở vị trí chủ tước. Lại nói, mảnh đất chôn cất đại tướng có hình vuông, cân đối, hơi phình như một gò nhỏ, hướng về phía nam theo cầu. Thánh nhân Nam Diện Nhi thính thiên hạ. Đó chính là thế đất Yến Sào, có chỗ dựa Huyền Vũ là đỉnh cao trên 400 mét về phía bắc. Mạch khí chảy nghìn dặm từ Trường Sơn xuống dẫn mạch khí từ nghìn dặm bắc về đến đây, gặp biển mà tụ lại. Phía bên trái theo cổ truyền là bên tả, dãy núi Mũi Rồng chảy ra biển. Vừa xuôi xuống biển, tạo ra một vòng cung chắn khí tản đông mà còn chắn gió đông, không để gió, tức là phong, thổi thẳng vào huyệt mộ. Đây chính là hình tượng con rồng xanh hầu bên tả. Phía bên phải, hướng tây núi Xú, sừng sững như một con hổ trầu, che những cơn gió thổi vào huyệt. Đó chính là bạch hổ trừ mọi tai ương. Phía nam là biển rộng, đóng vai trò minh đường tụ thủy, mạch hải lưu nhẹ, cấp thêm sinh khí cho huyệt mộ. Phía xa một chút đảo Yến như bình phong lớn làm ấm huyệt mộ. Theo người dân địa phương, đất trên núi vốn là đất núi lửa, có màu đỏ hồng nhẹ. Vùng mưa đều đất ẩm, cây cối xanh tươi quanh năm. Thêm nữa, không phải bây giờ mà ngay từ ngàn xưa, ở vùng Vũng Chùa đảo Yến đã là nơi chim yến tụ hội ríu rít quanh năm. Đúng là đất lành chim đậu. Chim tụ hội thành đàn, đồng vui ríu rít, là đất tụ khí tàng phong. Có lẽ chính vì lý do này mà thật ra trước khi đại tướng cưỡi hạc quy tiên, địa điểm này đã được gia đình đại tướng chọn lựa từ lâu. Kể từ đó, người dân xã Quảng Đông càng coi đây là một nơi linh thiêng, chứa đựng những điều thần bí. Những câu chuyện kỳ bí xoay quanh địa điểm an táng đại tướng. Phàm là của quý thì dễ lay động lòng người, thế đất đẹp quá cũng dễ khiến nhiều kẻ sinh ra dòm ngó. Theo đó, ông Phạm Xuân Hương, một bô lão trong xã, đã kể lại một chuyện xưa kia được lưu truyền trong nhân dân về cái vùng đất chôn cất đại tướng ngày nay. Theo đó thì một người Tàu có hiểu biết về phong thủy sớm đã nhìn ra Vũng Chùa đảo Yến là một khu mộ huyệt đại cát. Nếu an táng cha mình vào đây, con cháu sẽ phát tài hưng vượng. Nghĩ vậy, anh ta liền đem hài cốt cha mình đến đây chôn trộm. Mà lúc đó cả khu vực này vẫn còn là rừng rậm, thế nên không một ai hay biết chi cả. Người đàn ông nọ hành sự cũng rất là cẩn mật, chờ cho đến đúng lúc giữa trưa mới thuê người địa phương đưa cho cốt cha mình vào rừng. Thế nhưng thuyền vừa đỗ dưới bãi, định bước lên bờ, thì bỗng trong rừng xuất hiện một đôi hổ, một con đen một con trắng, nhảy ra gầm vang đe dọa. Anh dẫn đường thấy vậy hoảng sợ, vội vàng đẩy thuyền cho quay về. Tuy là thất bại, nhưng mà anh người Tàu kia thì vẫn không đành. Anh ta mới bèn nhờ một thầy phù thủy đi cùng lần nữa. Lần này nghe như sợ thầy phù thủy, không thấy hổ ra dọa. Trèo lên đến miếng đất bằng trên sườn núi, anh ta vội vội vàng vàng đào mộ rồi đặt hài cốt cha mình xuống. Nhưng mà lạ kỳ, hài cốt vừa đặt xuống đáy hố thì tự nhiên đất ở bên dưới lại đùn lên, đẩy gói hài cốt trở lại lên trên mặt đất. Thầy phù thủy bày đàn bấm độn triệu thỉnh thổ địa lên hỏi, thì thổ địa mới trả lời: đây là huyệt mộ đại cát, nhưng mà không dành cho người này, chôn xuống thì sẽ bị đào lên. Anh người Tàu nghe vậy thì sợ quá, vội vàng mang hài cốt cha mình về trở lại. Ngoài câu chuyện trên, quần thể danh thắng Vũng Chùa đảo Yến còn gắn liền với rất nhiều truyền thuyết dân gian, như là việc người dân vùng này không dám chặt cây trò trắng vì đây là loại cây tương truyền được Long Vương dùng xây thủy cung dưới biển. Tương truyền Long Vương còn từng nổi sóng lớn giúp dân nhấn chìm chiến thuyền của quân Chiêm khi mà quấy phá dân làng thời Đại Việt. Bên cạnh đó, dân gian cũng truyền miệng chuyện năm vua Lê Thánh Tông xuất thủy quân đánh Chiêm Thành, đã dừng lại nơi đây lập đàn xin thần linh phù hộ thắng giặc và chúng sinh an lành. Sau này đại thắng, vua lại trở về lập đàn cáo cùng trời đất tại đây. Vậy nên thì xét đi tính lại, chúng ta vẫn phải khẳng định rằng nơi chôn cất đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nơi tuyệt vời, và có lẽ cũng chỉ có những bậc thánh nhân mới xứng được ngự mà thôi. Với những chiến công vì dân vì nước cùng huyệt mộ đại cát, đại tướng sẽ là một thiên tướng chấn giữ phía đông, ngăn trừ mọi âm mưu xâm lấn, giữ yên bình thịnh vượng cho muôn đời con dân nước Việt. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp cho kênh xin để lại dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.